Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Hiện tại thì hai bé rồng lá của mình á đã nở rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ qua khu vực bên đây để coi đây hai bé rồng lá bên đây nè. Và hiện tại thì đang trong giai đoạn phát triển thôi, thành ra mình sẽ cho ăn thường xuyên để cho mấy bé rồng này mau lớn nha. Và đây mình được nguyên một cặp rồng lá luôn. Coi nào, bé này là rồng đực nè, còn bé này là rồng cái. Đó, có được có cái luôn các bạn ơi, rất là vui luôn á. Kế tiếp thì mình sẽ quay trở lại cái ngôi nhà của mình, sau đó thì mình sẽ lấy một quả trứng bất kỳ. Ở đây thì mình có hai quả trứng rồng lửa, chắc mình sẽ ấp thêm một quả trứng rồng lửa đi, và mình sẽ đi xuống dưới Nether để mình có thể lấy thêm trứng rồng nhá. Tại vì trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ ấp thêm một loài rồng mới, đó chính là rồng skeleton ấy, đó chính là rồng xương. Rồi giờ thì mình sẽ xuống dưới này để lấy trứng rồng trước, tại vì dưới này thì có rất là nhiều trứng rồng Nether luôn. Và trứng rồng Nether thì từ từ mình sẽ up sao. Rồi mình đã xuống tới khu vực này rồi, và mình sẽ rút kinh nghiệm ấy. Mình sẽ mang cái quả trứng rồng kia lên trên up, để không thôi nó biến thành rồng hệ khác nữa thì toi á. Rồi giờ thì vào đây nè, sau đó thì mình sẽ mặc cánh vào cái đã. Đây mặc cánh rồng vào, rồi bay thôi. Ở đây có một cặp trứng luôn nè, lấy một quả trứng trước, sau đó qua bên đây lấy thêm một quả nữa nha. Rồi vậy là mình có được hai quả trứng rồi. Giờ thì mình sẽ quay về nhà và coi nào. Để được ấp được cái quả trứng rồng skeleton á thì mình chỉ cần ấp ở nơi không có ánh sáng thôi, và chắc mình sẽ xuống hang mình ấp đi, tại vì dưới hang thì sẽ tối hơn ấy, mình sẽ dễ dàng ấp trứng rồng hơn rất là nhiều. Mình đã trở lại mặt đất rồi, sau đó thì mình sẽ đi xuống dưới cái khu vực đào của mình đi. Hôm trước mình có đào dưới này đúng không ta? Đúng luôn. Bây giờ mình sẽ thử đi xuống dưới này nhá. Không biết dưới này có đủ tối không nữa. Và mình có một cái điều muốn làm thử ấy, là ép cái cuốn sách hiệu suất vào cái cây kiếm laser của mình là coi có được không ta. Tại vì cái này hình như nó cũng giống như cái dụng cụ gì đó. Đây cái bàn enchant của mình nè, mình sẽ cho cái cây kiếm laser vào, sau đó cho cái hiệu suất 4 vào nè. Ô được luôn. Kiếm mà ép được hiệu suất luôn á, lần đầu mình thấy luôn á. Ô xịn vậy. Ui được luôn nè. Ui gì tuyệt vời, còn gì bằng nữa. Rồi giờ tìm sẽ vào trong đây nè, để mình có thể đào xuống một xíu nhá, tới khi nào mà không có ánh sáng thì thôi. Ui nó đào cũng khá là nhanh nè. Ồ được á. Rồi vào trong đây thì mình sẽ bắt đầu đặt cái quả trứng rồng xuống nhá. Mình sẽ mở rộng cái khu vực này ra một xíu, tại vì cần có không gian để cho quả trứng rồng nở ra. Đây mình sẽ đào khu vực nhỏ nhỏ gì thôi, sau đó đặt quả trứng rồng vào giữa nhá. Mình sẽ đặt trứng rồng Nether đi. Nó trong đây các bạn thấy nè, nó không có ánh sáng thì nó mới xuất hiện rồng skeleton được. Hy vọng không biến thành rồng skeleton á thì thành rồng zombie cũng được luôn ý. Hai loại rồng đó biến thành trứng nào cũng được. Rồi tạm thời thì cho quả trứng ở đây nhá. Và mình sẽ phòng trừ trường hợp là quái vào ấy, cho nên mình sẽ rào phía trên như vậy. Mình vẫn có thể thấy được quả trứng kìa. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ đi lên trên và ấp thêm một quả trứng rồng lửa nữa. Và quả trứng rồng lửa thì mình cần phải có lava hả? Ok, chắc bây giờ mình sẽ vào trong nhà ngủ một cái đã, sau đó sáng thức dậy đi múc lava thôi. Và coi nào, cái xô mình có để trong rương không ta? À đây có cái xô nè, mình cần hai xô lava á. Rồi ngủ một cái, sáng thức dậy đi múc thêm xô lava để ấp trứng rồng lửa nhá. Hiện tại thì mình chỉ mới có một bé rồng lửa thôi, cho nên bây giờ mình cần phải ấp thêm một bé nữa cho đủ một cặp ấy. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng mỗi lỡ rồng thì mình sẽ có một cặp đi, cho nó kiểu như là có đôi có cặp nhá. Rồi giờ xuống dưới nè. Ui mình nhặt được một quả trứng gà ở ngay cổng Nether luôn chứ. Ui nè, gà nè, đi gà bé ơi. Ui bé gà này nguy hiểm quá. Rồi mình sẽ bay xuống dưới để múc cái lava nhá. Ở đây có rất là nhiều luôn nè. Rồi mình sẽ đáp ngay tại vị trí này, múc một xô, múc hai xô. Mấy cái khối này chắc mình sẽ lấy về luôn đi, để có gì mình ấp mấy quả trứng rồng Nether ấy. Mình sẽ lấy khoảng 18 á, tại vì cái khu ấp trứng thì mình cần 9x9, cho nên mình sẽ lấy khoảng 18 nhá. 20 mấy luôn rồi. Rồi giờ thì mình sẽ quay về nhà thôi. Đó, vậy là mình đã có đủ vật liệu để sau này ấp trứng rồng Nether luôn rồi đó. Rồi về nhà nào. Bé gà này được. Mình sẽ đẩy bé gà này về chung đi, chứ để dưới đây thì cô đơn lắm. Đi về. Dạ, ui, cái kiếm của mình coi nè, nó đào nè. Ui, quá trời nhanh luôn á. Rồi, đi về thôi. Đó, bé gà đã về rồi. Giờ mình sẽ về cùng bé gà nhá. Rồi, về tới nhà rồi. Tiếp theo làm sao để đẩy ra ta? Rồi, được. Đó, đi ra bé gà ơi, đừng có vào trong đó nữa nha. Con gác nó gặp nó bắn một cái là thành gà nướng luôn á.
Thôi đúng rồi, đi ra đi ra đi. Không thôi mình cứu không có được đâu. Rồi sau đó thì mình sẽ vào trong nhà. À không, ra khu vực ấp trứng mình sẽ ấp ở đâu ta? Rồng lửa thì ấp ở chỗ trống trống, nó không thôi nó cháy á. Đây mình sẽ ấp ngay đây đi. Rồi đào ra và đặt một ô trứng giữa nhá. Đây đặt một ô trứng giữa như vậy. Sau đó đổ lava xung quanh. Đó, ở đây một xô nữa. Và đặt quả trứng rồng lửa lên trên thôi. Nó dạ được rồi đó. Khi nào bé rồng lửa rồng lớn thì mình sẽ rào lại giống như rồng lá vậy đó, để đừng cho bé rồng chạy chỗ khác nhá. Chạy chỗ khác thì mình không có thể nào mà tìm lại được đâu, tại vì mấy bé chạy rất là nhanh luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt bớt mấy cái vải rồng vào trong rương cái đã. Đây mình có cắt thêm được một ít cái vải rồng nè. Và một vài cái khối linh tinh nữa. Mình cần dọn đồ sạch sẽ trước khi đi đại chiến rồng ấy, tại vì trong thời gian giữa hai tập mình có tìm thêm được hai cái hang rồng mới các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ cất cái khối này vào. Khối này trứng rồng nether thì từ từ mình sẽ ấp sau. Cho vào đây đi. Cá thì mình sẽ đi dành cho mấy bé rồng của mình ăn. Khoai tây mang theo nè. Vải rồng để ở phía trên. Rồi với như đây đồ thì chắc mình có thể đại chiến rồng rồi đó. Nhưng mà mình cần phải cắt thêm trứng cũng như là cái thạch anh cái đã. Và mình sẽ sử dụng cây cung sấm sét này đi, tại vì mình thấy cây cung sấm sét này rất là mạnh luôn. Hôm trước mình có tiêu diệt con rồng kia với vài mũi tên thôi hả, cho nên chắc mình sẽ mang theo á. Còn mình chiến đấu một mình thôi, cho nên mình sẽ cất cái amulet ở nhà nè. Cất cái kéo rồng lên trên. Quyển sách cũng cất ở nhà luôn. Hammer chắc mình sẽ đem theo một cây thôi đi. Đó, và mình sẽ mặc giáp rồng Moonlight nhé, tại vì rồng Moonlight sẽ cho mình khả năng nhìn trong bóng đêm rất là tiện. Và lần này để tăng độ khó thì mình sẽ đem theo ít táo vàng thôi. Coi nào mình còn mấy quả ta. Hình như mình hết táo vàng rồi, hay là mình để bên rương kia nhờ. Mình nhớ mình có một cái rương chứa táo vàng ấy. Rương bên đây đúng không? Để mình bay qua đây thử coi, hy vọng là đúng. Ủa đâu rồi ta? Ủa đây, rương này nè. Rồi, giờ thì mình sẽ qua cái khu vực đánh rồng nha các bạn. Ok các bạn ơi, mình đã di chuyển tới cái hang rồng đầu tiên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đào xuống phía dưới nha. Không biết cái con rồng này là rồng gì nữa. Coi nào. Ui, mình vẫn chưa biết nó là loại rồng gì nữa ta. Ui, nó núp đâu rồi? À, đây. Nó là một cái con rồng xám. Ý, được. Rồi, giờ mình sẽ đáp xuống đây trước. Ôi mà... Thôi xong rồi, mình quên chọc giận nó trước đã. Ui, được. Giờ mình sẽ đào một cái đường để mình núp trước nha. Đây là cách an toàn nhất các bạn ơi, chứ đánh trực diện với nó nguy hiểm lắm. Đây là rồng mạnh mà, rồng cấp độ 5 ấy, cực kỳ khỏe luôn. Nó mình bị nó cạp vài hit chắc cũng ngõ mà. Nó kêu được hai cái rồi, ba cái, vẫn chưa biết. Rồi, lại đây nè anh bạn. Rồi, và nó khi nó gầm lên đó thì mình sẽ bị hưởng yếu đuối kìa các bạn, có thấy không? Nó yếu đuối 40 mấy giây luôn. Ui, né. Ui, nó đang tấn công mình đó. Ây da. Ui, nói các bạn thấy cái chiêu gấp của nó chưa? Ui. Không đùa được với mấy lợn rồng này đâu. Các bạn thấy nó gấp mình một cái thôi là mình mất rất là nhiều máu luôn, hơn nửa cây máu. Rồi. Á, à, bị kẹt rồi hả? Bị kẹt là xong rồi. À, tự ngươi hại ngươi rồi đấy. Rồi, giờ thì mình chỉ cần revive thôi. Bắn ra một cách rất là dễ dàng luôn. Để coi hắn chịu được bao nhiêu mũi tên của mình nha. Nãy giờ cũng cả mười mấy mũi rồi đó. Rồi chuẩn bị lên đường nào. Ý ngớm ơi. Này thì tấn công bằng tuyệt chiêu ha, đâm đầu vào tường hả? Sai rồi, con rồng thì sao? Ui nó cản mình không cho mình vô lấy thịt nó hả ta? Ui xác con rồng này bự quá, để mình đẩy xuống dưới đi. Hay là mình mần thịt nó ở trên đây nhờ. Ồ cũng được, mình sẽ mần thịt nó trên đây đi. Mấy cái khối linh tinh thì mình sẽ vứt xuống dưới trước để mình có thêm không gian để nhặt đồ ấy. Rồi vứt ra. Ở đây có thêm à. Vứt luôn đi. Rồi, sau đó thì mình sẽ đặt cái rương su cơ này xuống trước nha. Lấy thịt thôi. Ủa? À lấy được. Hy vọng cho trứng rồng thì mình rất là cần trứng rồng luôn. Giờ mình chưa có cái trứng rồng nào trong người hết á. Rồi đi thôi nào. Ui. Ồ được rồi nè. Ủa nó bự quá, mình không có lấy thịt được luôn á. Ôi dạ, biết gì nãy mình đẩy nó xuống dưới được rồi. Vào chưa hết mình thấy vải của nó rồi kìa. Đây là rồng xám á, hình như lần đầu mình tiêu diệt rồng xám hay sao ấy. Ở nhà mình vẫn chưa có vải của rồng xám. Và con này thì nó cho mình... Ủa cái đầu đâu? À đây cái đầu đây. Ui nó mới cấp 4 à. Thông thường mấy con cấp 4 thì hiếm lắm mới cho cái trứng rồng ấy. Ủa mà đó giờ mình quýnh mấy con cấp 5 không mà nó cũng có cho đâu ta. Vậy có vẻ mấy cái quả trứng rồng nó cực kỳ hiếm gặp rồi các bạn ơi. Hoặc là có một cách khác để gặp mấy quả trứng rồng ấy. Có khi nào nó trong mấy cái rương này không nhờ? Tại vì đó giờ mình không có kiểm tra kỹ. Ui sửa chữa nè. Ồ lấy về. Mấy cái chồng này mình sẽ lấy về để tách ra sách nha các bạn. Coi nào.
Raiden Games. Ô, ngọc rồng, ngọc rồng. Ô, đây có... Hình như đây là thứ để chúng ta chế tạo thanh kiếm mạnh nhất của thế giới rồng nè. Đây là thanh kiếm dùng để tiêu diệt rồng ấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Kiểm tra kỹ mới được. Ui. Ủa sao... Sao mình lại gặp thứ này ta? Ô, lần đầu mình gặp cái loại ngọc này luôn á. Ngọc rồng. Ô, tìm kỹ mới được. Đây nữa nè. Ui, 12 rồi, 12 rồi. Wow, xịn thực sự luôn. Đây chính là những cái thanh kiếm để tiêu diệt rồng đó các bạn. Và đây, cái quả trứng rồng Ender thì mình vẫn chưa có dám dùng. Đây là chính là công thức mà để chế tạo cây kiếm diệt rồng nè. Đó, chúng ta cần một cái Raiden Game. Đó, rồi giờ mình đã có được 12 cái luôn rồi. Hình như cái này còn có thể chế tạo bộ giáp rồng mạnh nhất nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nữa nè. Ồ, thì ra đây là loại rồng đặc biệt à. Ủa, vậy có trứng rồng không? Ồ, sách hô hấp nè, cũng khá tốt á. Phải kiểm tra kỹ mới được. Ui, quá trời luôn nè. Ồ, cũng được luôn. Rồi, giờ tha hồ mà chế tạo giáp các bạn ơi. Wow, vậy là mình sắp có được thanh kiếm mạnh nhất của thế giới rồng rồi đó. Coi nào, những cây kiếm này chắc mình sẽ cất vô cái rương su cơ đi. Về nhà mình tách ra sao. Đó, giáp cất vào. Raiden Game một hồi mình sẽ tổng kết sau đi. Để giờ tổng kết một hồi mất công cắt lại nữa. Kiểm tra hết mới được. Tự nhiên nữa nè. Wow, tự nhiên gặp được mấy cái hang rồng mà có mấy cái vật phẩm hiếm như vậy á, thì rất là vui luôn. À quên, xương mang về cho bé rồng kia ăn nữa. Coi nào, lấy hết. Emerald lấy luôn. Ui, quá trời luôn nè. Vậy là hình như mấy cái này nó xuất hiện ngẫu nhiên cái Raiden Game á các bạn ơi. Rồi, biết đâu được ở đây nó lại có cái kiếm rồng luôn cho mình thì sao, đỡ phải tốn một quả trứng rồng ấy. Tại vì trong thế giới rồng chỉ có đúng duy nhất một quả trứng rồng Ender thôi. Nếu mình up thì mình sẽ không còn có thể tìm đợi thêm được ấy. Mình cũng khá là phân vân. Rồi, ô, có hát diêm tạp nữa nè, mà mình lấy hết được rồi. Cất bớt đồ vô cái rương này coi. Nay có vẻ là cái chuyến đánh rồng thành công nhất của mình. Tại vì mình nhặt được một cái loại ngọc rất là quý hiếm trong thế giới rồng luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ô, nữa nè. Nãy giờ gần một stack rồi đó. Ồ, thôi thôi, vì là ổn rồi đó. Mình đã có thể chế tạo được thanh kiếm rồng rồi. Và hình như gần đây nó còn một cái hang rồng nữa các bạn ơi. Hình như gần đây nó còn một cái hang rồng nữa nè. Tại vì ở đây cái con rồng này nó tấn công qua bên kia á. Ồ, đúng không ta, để mình tìm kiếm coi. Phải tìm kiếm kỹ mới được. Để nhìn trên bản đồ nào. Chỗ của mình hình như phía trước hết hang rồng rồi. Ui, nó phun lửa vô tới trong đây luôn hả? Ồ, căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng. Rồi, mình sẽ đào ở đây một xíu coi nào. Có vẻ bên đây không có hang rồng tiếp rồi. Để bây giờ mình sẽ qua cái hang rồng kế tiếp nhá. Hang rồng đó thứ 6 đúng không? Đúng luôn, đây là hang rồng thứ 6 nè các bạn ơi. Nó ngay cái khu mỏ bảo hang á, mà bây giờ mình nghĩ không cần khám phá khu mỏ đâu. Đồ như đây mình đã khá là đủ VIP rồi đó. Rồi, tới con rồng này hy vọng nó sẽ cấp độ 5 nhá. Và mình sẽ cố gắng tìm được cái quả trứng rồng thôi. Chứ đánh mấy con rồng này mình thấy nó rất là hiếm khi rơi luôn á. Ui, có kim cương nữa. Rồi, ui, ui. Rồi xong mình rồi, nó thức rồi, chưa kịp khều mà. Rồi tìm gì, tìm gì. Ui. Ui, bị đốt, đừng. Dạ, chơi phun lửa xuyên tường hả? Ui, chơi phun lửa xuyên tường ai mà chơi lại. Kỳ lắm luôn ý. Đỡ rồi, chiến đấu chuyện chuyện thôi chứ sao giờ. Ở đây tên không rồng kia. Ở đây. Ôi, một cái. Không đánh thì mình bắn thôi. thoải mái con người. Ui, nó bay kìa. Định trốn hả? Không đâu, ta sẽ không cho người chạy trốn đâu. Rồi, nó bị vướng cái đầu trên cái nóc rồi kìa. Giờ thì cắm đầu chứ hả? Ui, sao nó đốt khỏe vậy? Ui, nó đốt khỏe quá. Cái ngọn lửa nó quá mạnh các bạn ơi. Ok, để mình sẽ quay lại đây. Rồi, tiêu diệt nào. Đánh trực diện luôn, không cần. Ui, ui, ui. Đó, lúc nó gấp mình á, mình phải cái gắt. Ui, ngồi xuống, để không cho nó gấp. Mình bị giảm sức mạnh rồi, tại vì mỗi lần nó gầm á, thì mình sẽ bị hiệu ứng yếu đuối. Đó, cho nên bây giờ mình đánh không có nhiều sát thương cho lắm. Mà sao mình sẽ chạy trốn một xíu, để mình có thể sử dụng cái mũi tên nhá. Còn skeleton. Một chém của mình thôi là nó nở mà. Ây da, đừng có dám cảm, dám đốt mình. Ui, nó gấp, các bạn thấy nè, nó gấp mình lên, mình rớt xuống rồi, bị dính sát thương ổn luôn ấy. Nó đốt mình kìa. Nhưng mình đi tới đâu nó đốt cái đó thì phải á. Ui, đừng có. Ui,
đốt kìa. Cái giác không được rồi, phải chiến đấu thôi, không được chạy rồi, cố gắng lên. Ôi, cuối cùng thì mình đã tiêu diệt nó được trước khi nó tiêu diệt mình rồi. Mày ghê á. Ôi, quá trời đồ linh tinh tinh rồi nè, giờ mình sẽ cắt bớt mới được. Đầu tiên thì mình sẽ vứt bớt mấy block thừa đây, vứt ra. Ui, nó đốt mình đến hai lần ngõm luôn rồi đó. Cái gem này sẽ để trong người đi, lỡ mình vứt nhầm thì ổn lắm. Rồi, vứt fairy dust nè. Ủa, vứt đúng không? Ui, sao lại vứt tim rồng? Ui, mình vứt nhầm cái thịt rồng dưới tim rồng nè. Cái giáp thì mình sẽ cất vào đây, tại vì đây có những quyển sách sửa chữa, mình sẽ ép vào dụng cụ sử dụng trong thời gian sắp tới. Các diệm thạch vứt cũng được, tại vì mình có sẵn rồi. Chồng hổng mang về, kim cương cũng mang về luôn. Fairy dust có đầy nên vứt cũng được. Rồi, vứt bớt những thứ linh tinh. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau sơ thịt con rồng này nhá. Mấy cái xô bọng này mình sẽ vứt bớt hết đi. Vứt cái rương nè, vứt cái này. Cái này mình có thể nén được không ta? Mình không có bàn chế tạo bên người, không có nén lại được ấy. Rồi giờ sơ thịt con rồng này nào. Con này chắc cấp 5 nè, bự quá trời luôn á. Coi coi kiểm tra mấy cái rương này biết. Ui giật hết cả mình á. Con creeper thiệt tình á, giỏi ghê luôn. Rồi, sơ thịt con rồng nào. Ý, đây hình như con rồng bronze nè các bạn ơi. Con rồng đồng á. Coi nào. Có trứng không? Cho trứng rồng, cho trứng rồng đi. Ui. Yes. Cuối cùng cũng được rồi, một quả trứng rồng đỏ. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, giờ loot đồ trong rương này coi. Không biết đâu nó lại cho mình thêm mấy cái gem nữa thì sao, để mình chế tạo kiếm rồng cũng như là giáp rồng. Mấy thứ này kim cương nè. Rồi, ui kim cương nó rớt tùm lum vậy. Coi nào. Rồi. Ủa cái này không có gem hả? Ủa tiếc vậy ta. Ủa cái này vậy mà không có gem hả? Ồ tiếc lắm luôn ý. Bên kia thì sao? Ủa bên đây không có gem rồi, bên kia coi có gem không? Hình như gem á thì nó chỉ spawn ở một góc thôi hả các bạn ơi. Ngoài ra hình như trong đây nó cũng có tỷ lệ nhặt được trứng rồng nữa ấy. Mình phải kiểm tra kỹ được rương này coi. Ủa hình như mình mới thấy cái gì đó đúng không? Thiệt nè. Trứng rồng. Ray. Hai trứng rồng rồi. Vậy là mình sắp có rồng mới rồi các bạn ơi. Tốt. Nữa nè. Vậy là mình biết rồi. Những cái gem ấy cũng như là trứng rồng thì nó chỉ spawn ở một góc của cái hang rồng thôi. Kiểu như đây là nơi để rồng bảo vệ nè. Wow. Vậy là mình có được cái quả rồng nguyên rồng hoang dã thứ hai rồi. Rồng này là rồng bronze nè. Rồng này là rồng lửa. Rồng này là rồng bạc. Wow, ba trứng rồng luôn, tiệt cú mèo. Rồi coi. Ở đây còn không? Ui, còn. Emerald á. Có loài rồng. À đúng rồi, đây là loài rồng xanh mà mình thường xuyên tiêu diệt nè. Thì ra là đây. Vậy là mình phát hiện rồi. Những cái con rồng mà nó spawn cạnh nhau ấy, thì nó sẽ dễ dàng tìm được những cái món đồ quý hiếm. Vậy là sắp tới mình phải tìm những cái cặp rồng nó spawn cạnh nhau mới được để tiêu diệt ấy. Tuyệt vời. Kiểm tra hết coi. Ở đây có kim cương nè. Vậy mình phải kiểm tra kỹ mới được để không thoi sót đồ á. Quá thành công rồi. 2-1 luôn các bạn ơi. Vừa có gem nè, vừa có cái quả trứng rồng nữa. Thì còn gì bằng. Cái này thì không có rồi. Phải kiểm tra kỹ ở phía dưới này coi, biết đâu dưới này còn trứng rồng thì sao. Tại vì trong đây còn rất là nhiều loài rồng hoang dã khác ấy. Bên đây không có. Đi ra chỗ khác đi. Một hit của ta. Rồi đệ tử của Riraruru xuất hiện nữa nè. Dám xuất hiện chỗ này hả? Giờ mình đã rất là mạnh rồi mà dám làm phiền mình. Coi được coi, 4 quả trứng rồng trong một cái hang luôn. Còn bên kia thì quá trời gem. Wow. Quá nhiều thứ, rất tốt luôn. Đi ra chỗ khác. Rồi mình sẽ loot tiếp mấy cái rương này coi, tìm thêm gem hoặc là trứng rồng các bạn ơi. Nhưng đây chưa đủ đối với mình đâu. Hình như hết rồi, bên đây nãy mình kiểm tra kỹ rồi. Tiếc người ta. Bây giờ mình có thêm mấy quả trứng rồng băng thì tuyệt nha. Để mình đỡ phải tìm mấy cái hang rồng băng ấy. Mình đánh rồng băng miết à, nhưng mà nó không có rơi ra. Tại vì mà đó giờ mình đánh mới có 3 hang rồng chứ nhiêu. 3 hang rồng băng thôi à. Vậy là mình phải ráng tìm thêm mấy vùng băng để tìm thêm hang rồng băng ấy. Ở đây còn là mana kích ship với hắc diệm thạch. Rồi Iron Jacqueline không à. Ok, chắc ở đây hết đồ đó. Rồi chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà thôi. Nãy giờ mình bị con rồng tiêu diệt 3 lần rồi. Uổng ghê luôn á, mất hết 2 trái táo vàng. Nhưng mà không sao, thu được quá trời trứng rồng là vui rồi. Trứng rồng nguyên tố á thì
trứng rồng hoang dã thì mình sẽ cất vào đây tạm nha. Từ từ mình sẽ ấp hết luôn để mình có thể nuôi hết những cái loài rồng ngoài hoang dã nha các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ cất đồ trước khi mình chế tạo cây kiếm tiêu diệt rồng nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn dẹp đồ xong nha. Kế tiếp á, thì mình sẽ sử dụng cái quả trứng rồng duy nhất này để chúng ta có thể chế tạo cái thanh kiếm mạnh nhất trong thế giới rồng nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái quả trứng rồng ở phía dưới, sau đó đặt hai cái ngọc rồng ở phía trên như vậy. Và chúng ta đã được một Rayranzor level 1 rồi, mình có thể nâng cấp nó lên ấy. Rồi giờ mình sẽ lấy ra nè. Wow, đây là thanh kiếm có thể chinh phục tất cả các loài rồng cũng như là tất cả các con vật ở trong thế giới Minecraft ấy. Có thể nói là nó mạnh nhất rồi, mình có thể nâng cấp nó lên nữa. Và hiện tại nó chỉ mới có 801 sức tấn công thôi, có nghĩa là one shot được hầu hết các con vật rồi ấy. Để xem nào, mình có thể nâng cấp nó lên bằng cách cho cái Raiden Gem ở xung quanh hả? Ui, cấp 2 nữa tới 1601 sức tấn công lận. Thôi, giờ mình chỉ mới cấp 1 thôi, từ từ nâng cấp sau nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ra ngoài và test thử sức mạnh coi. Quả trứng rồng mình vẫn chưa có thay đổi gì mấy. À, mình có cách rồi. Những cái con rồng biển á, nó thường xuyên gây hấn với mình đúng không? Bây giờ mình sẽ trả thù, mình sẽ tìm nó và tiêu diệt nó thử coi. Ui, kỳ lân biển. Ui, tuyệt vời. Ý, một bé kỳ lân biển nữa nè. Rồi, giờ thì mình sẽ qua đây, lấy cái sợi dây trước cái đã. Ui. Ô. Các bạn có thấy gì chưa? Đúng là kiếm diệt rồng. Ô. Một phát một bé mực chạy hết tuốt dưới đáy biển luôn rồi. Ô, cái này mạnh quá. Không được đùa. Ui vậy cái này có thể gây sát thương tất cả các con vật nào dám chống lại mình luôn ấy. Ô, mình trở thành kỵ sĩ rồng thực sự rồi. Chỉ với cây kiếm này thôi á, mấy bé ngựa này chắc mình khèo một cái thôi à. Thôi, không nên đụng vào mấy bé đó đâu. Mình không muốn mất đi mấy bé ngựa tội nghiệp này, tại vì đó giờ mình đâu có giết ngựa đâu. Đó, rồi giờ mình sẽ bay lại đây để nhốt bé này lại nha, tạm thời giữ thôi. Mình chưa có thêm mấy cái bọt biển khô á. Khi nào mình có thêm thì mình mới có thể nuôi được. Và cọng dây mình nó bị đứt hay sao rồi? Đây. Thiệt tình đó, cọng dây này dởm quá, mình bay một xíu thôi là đứt ha. Và đây là bé kỳ lân màu xanh, khá là đẹp á. Rồi đi theo anh nào. Mình sẽ bay từ từ để tránh trường hợp nó bị đứt dây nha các bạn. Đó, cứ bay từ từ thôi. Vậy là bé kỳ lân biển của mình á sắp có bạn rồi. Hay cho người á. Rồi giờ mình sẽ bay lại đây một cái, lên bờ luôn. Cố lên. Nói lên bờ không được hả? Ui, như thấy bạn chạy lại chơi với bạn nè. Ồ, như bé kỳ lân biển này vui lắm hay sao á, thấy bạn chạy lại nè. Rồi ở đây. Rồi tạm thời lại đây chơi với bạn đi, có bạn mới rồi nè. Rồi đi theo anh. Tự nhiên vừa có kiếm rồng mạnh nhất nè, vừa có thêm được một bé kỳ lân biển nữa, 201 luôn. Rồi hai bé ở đây chơi với nhau nha. Có khi nào mình cho hai bé này ăn thì hai bé sẽ đẻ ra kỳ lân con không ta? Ồ, cũng có thể lắm ý. Rồi giờ thì tìm những cái con rồng biển để trả thù thôi nào. Giờ thì xuất hiện đi, tao không sợ những cái con kỳ lân, những con rồng biển đó đâu. Mọi bữa dám ức hiếp mình hả? Rồi giờ tìm mấy cái con đó thôi các bạn ơi. Coi nào, xuất hiện đi. À mình nhớ rồi, thông thường thì mấy tên rồng biển á thường xuất hiện ở khu vực bên đây nè. Giờ mình sẽ qua đây để tìm bọn chúng nhá. Ui, lần nào cũng vậy. Bay nửa chừng là bị té hả, tại vì mình đói á. Rồi ăn no bụng mình nào, bay tiếp đi. Coi nào, xuất hiện đi những cái con rồng biển kia. Xuất hiện đi, ta triệu hồi các ngươi nè. Ui. Ủa, ở dưới nước luôn hả? Ô, những cái quả pha lê nè. Ô, lạ vậy. Mình phóng cái nằm ở dưới nước luôn nè. Ồ, có cái nào cái này giống như thủy lôi không ta? Mấy cái con rồng biển đi ngang á, cái bị nổ một phát lăn ra nằm một đống luôn. Cũng có thể lắm á. Rồi, giờ mình sẽ lên đây coi nào. Ồ, giờ mình muốn tìm đối thủ không quá à, nhưng mà không có gặp. Bay qua xa bên đây coi. Này mấy con rồng biển hiền vậy ta? Mà bữa mình đi ngang mấy khu vực này thế nào cũng gặp hai ba con nó kêu khều mình à. Ôi, có nào mình chế tạo được thanh kiếm mạnh nhất trong thế giới rồng ấy rồi nó sợ nó không xuất hiện không? Ồ, dám lắm á. À đây, mới nói. Lại đây nào. Ui, lại đây nào.
Các bạn thấy rồi đấy, một hit thôi, chỉ với một hit duy nhất thôi là con rồng kia đã nằm rồi. Có vẻ con đó chưa phải là đối thủ, nhưng mà tầm đánh của nó khá là ngắn, cho nên mình phải giữ vị trí cũng như là canh đúng thời điểm để dứt điểm cái con mồi ấy. Rồi có vẻ là hết mấy con rồng biển rồi, mình sẽ lượn thêm một vòng nữa đi tìm thêm. Ô, ở đây có bé kỳ lân biển màu đỏ nè, mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái con rồng biển khác nhá. Ở đây có mấy bé mực à, mấy bé mực thì mình không nên giết đâu. Rồng biển ơi xuất hiện đi. Thường thường mấy con rồng biển bự bự ơi xuất hiện gần đây lắm mà ta. Ồ tiếc lắm à. Rồi hôm nay mê hoặc sai người rồi, xuống chiến đấu luôn. Lại đây nằm liền. Tên này cho người chạy đấy, cho người chạy đấy. Đếm tới 3 nha, không chạy là ngõm nha. 1 2. Ngõm đi, dám khèo mình. Chưa đếm xong mà dám khèo người ta rồi. Các bạn cũng thấy rồi đấy, nó không bị hỏng mà nó còn one shot nữa. Ôi, thời khắc trở thành kỵ sĩ rồng đã đến rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình còn thiếu một món, đó chính là bộ giáp ấy. Nhưng mà bộ giáp thì mình sẽ chế tạo vào một dịp khác nha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay về nhà một cái. Bay về nhà. Rồi. Mấy nàng tiên thì ui, mình không nên cầm cây kiếm ở nhà đâu. Lỡ một mình bất cẩn mình chạm vào mấy nàng tiên thì mấy nàng tiên không có sống nổi với sức mạnh của cây kiếm này. Và bé rồng thì giờ vẫn chưa có động đậy nữa. Mình sẽ cố gắng đợi cho bé rồng này nở ra nhá. Cũng như mình phải thăm bé rồng xương. Quên bé rồng xương của mình. Không biết giờ thành rồng xương chưa ta. Ui nôn nóng quá. Rồi thành rồng xương đi. Yay, thành rồng xương rồi. Tuyệt vời. Rồi vậy là mình sắp có rồng xương rồi các bạn ơi. Giờ thì nó động đậy rồi nè. Động đậy đi em ơi. Rồi giờ thì mình chỉ cần đợi ở đây cho bé rồng này nở ra. Và để an toàn hơn thì chắc mình sẽ dùng một ít cái hàng rào để mình rào lại ấy. Mình sẽ vào trong nhà. Vào trong nhà một cái. Chuẩn bị hàng rào nào. Hàng rào còn trong đây không? Đây có hàng rào nè. Mình sẽ rào lại tạm thời nhá. Để cho bé rồng này khi mà lớn lên á thì cũng không có chạy. Lỡ chạy lung ta lung tung rồi mình không có tìm được thì khổ á. Rồi rào lại ngay vị trí này. Đó, vậy là bao an toàn luôn. Rồi, tổng kết á, trong ngày hôm nay thì mình đã tìm được thêm mấy quả ta? 4 quả đó. Đúng rồi, 4 quả trứng rồng nè. Mình sẽ up trong thời gian sắp tới. Và trong tập này thì mình cũng đã up thêm một quả trứng rồng lửa để mình có được một cặp rồng lửa nè. Up được một quả trứng rồng skeleton để coi rồng đó là rồng đực hay rồng cái, để sắp tới mình sẽ up thêm một quả nữa nha. Và chế tạo được một thanh kiếm có thể nói là mạnh nhất trong thế giới rồng rồi. Thời khắc trở thành kỵ sĩ rồng đã đến rồi các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ trạm trán những cái con vật nguy hiểm hơn. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Thank you.